Sau hàng nhà đầu điện xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng máy hút ẩm phục vụ các bác. Một con máy hút ẩm của hãng Mitsubishi. Riêng nói về hãng Mitsubishi thì chạy cực ngon rồi. Các hãng đều ngon nhưng mà riêng Mitsubishi thì nó cũng có cái gì đó nó êm hơn vì cái lượng quạt gió của nó, không khí gió của nó ra nó rất là nhỏ. Một con máy rất là đẹp, hình thức nguyên bản các bác ạ. Hình thức nguyên bản rất là đẹp nhé. Các bạn có thể nhìn thấy máy rất là trắng đẹp đều. Riêng đối với máy hút ẩm mà trắng được đẹp như này, trắng như này cũng rất là hiếm đấy, không có nhiều máy trắng như này đâu. Đa số thì nó vì nó có nhiệt, sinh nhiệt tương ra nó cũng bị vàng đi và nó cũng phải sơn lại thì nó mới đẹp được. Hàng bãi về thì đều phải làm về hình thức các bạn. Chất lượng thì cứ cắm điện đa số là chạy thôi. Nhưng mà về hình thức đều phải qua các cái tay nghề cao thủ thì mới làm đẹp được, chứ còn bình thường nhìn trông nó cũng không được bắt mắt đâu nếu mà về mình không có mông má tút tát về hình thức bên ngoài. Nó cũng như các bác mua một cái chiếc xe ô tô ở gara ra ấy, thì cũng đều phải được sơn sửa vệ sinh sạch đẹp, nội thất ngoại thất làm đẹp tránh xước sát đấy, thì các hàng bãi này nó cũng như vậy thôi, đảm bảo làm sao một cái chiếc máy bên trong nguyên zin không có sửa chữa các vấn đề lớn gì về như là lốc liếc các thứ gì cả. Lốc thì không ai bổ lốc làm gì, nên các bác yên tâm. Đây. Mọi thứ đều phải hoạt động ok, ngon lành. Đây. Còn nào thiếu ga thì bổ sung ga. Dàn riếc vệ sinh sạch đẹp, test các mọi chức năng, cảm biến, hoạt động. Đây. Con này thì có hẹn giờ các bác này. Dễ sử dụng thôi, tiếng Anh mà. Các chức năng hút. Hút auto. Đây. Thông số máy đây, có tem mác để các bác nắm được. Made in Japan, hút 16 lít một ngày, điện 220V, 275W. Và nói cái con này công suất điện của nó rất là nhỏ, chưa đến 300W. Mặt trước này dàn lạnh các bác nhé. Đây, dàn lạnh. Đây là cái lưới mình dùng một thời gian thì mình sẽ vệ sinh nó đi. Rất là dễ dàng để vệ sinh. Đây là bình nước. Quay sách. Con này cánh gió chỉnh tay. Hiện tại bên em đang bán con này 3.900.000 các bác nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. À quên mất, xin lỗi các bác, đổi máy là điện 220V rồi. Giá chưa có phí vận chuyển đấy. Ship hàng toàn quốc, không bao ship. Các bạn sang một đặt cọc trước 500 nhận hàng thanh toán nốt nhé. Chào các bạn.